À, mày bé này ở nhà phải không? Ở nhà cho nướng ba uống cho nó mấy ngày hồi sinh lại. Đây cái lát lòng bà đại lại nha. Mày mày kê cái miệng nhà. Tao mày nó cho nó khỏe à. Nó liếm cái trời nó trội thấy không? Trời ơi, tội chưa. Tội chưa. Nó kêu áo gì nó kêu này đó. Đó. Nó kêu áo gì nó kêu này. Ừ. Nghe không kêu nổi đâu. Mạnh nào kêu á. Ừ, nãy không kêu nổi luôn mà. Nghe 2 tiếng nha. Nó yếu quá nó không dám kêu, nó đối mà nó không kêu là nổi. Cái miệng đâu tao không thấy nữa trời. Miệng nó. Dưới. Nó đụng miệng nữa. Đụng miệng nó đi. Nó mở miệng á. Cái tay. Mày sao mày cho coi uống. Ủa, ăn gì lên, cái gì lên. Đừng cho nó biết. Con nói cái này cho nó khỏi tìm luôn. Con mày uống sữa cái này. Ở. Bắt ngừng. Đây nữa. Đây không có bắt ngừng. Đang uống sữa. Cái mấy con khác. Nó nghe ngáo tưởng con kêu tránh chạy đây. Đang uống sữa đây. Thôi, nói đi. Kệ ba. Cô con nhỏ cho nó đi cái con lớn nó khỏe rồi cho con yếu đứa đi. Tao còn yếu cho uống cái nào. Uống nào. Ngủ rồi, cho nó ngủ. Chết cái lòng con kêu con mèo kêu mẹ nó kêu. Kệ đó. Lại giúp giúp nó gạo kệ giúp nó đi. Con sữa sữa. Hả? Con sữa. Cho con sữa. Con đây nè, con sữa đây nè. Ờ giúp nó đi. Giúp nó đi, giúp nó nè. Hả con uống sữa hử. Cha đang cho sữa đó. Hả? Ừ.